Chào các bạn luôn nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ đoạn cảnh ghe pha xuất Khánh Hòa đã lấy dầu chuẩn bị vươn khơi nha các bạn. Lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho tất cả anh em thật nhiều sức khỏe luôn, đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn nha. Tiếp tục những chuyến biển mới đánh bắt cá cơm các bạn. Sau những khoảnh khắc lấy dầu xong rồi, anh cũng đã thẳng tiến ra khơi nha các bạn. Họ đang tăng tốc các bạn ơi. Mình cũng chúc cho toàn thể đại gia đình thật nhiều sức khỏe luôn nha. Năm 2022 làm ăn phát tài phát đạt luôn. Ở trước mặt của các bạn là cũng chiếc ghe pha xúc Khánh Hòa nha các bạn, 92114TX các bạn ơi. Mặt ghe mở sáng rất đẹp luôn các bạn. Dán ghe rất chuẩn ra khơi luôn các bạn, đẹp luôn các bạn. Đa số là những ghe này ghe cái chích luôn các bạn. Đa số những ghe này là đều rất chích rất đẹp các bạn. Đặc biệt là ghe dùng Khánh Hòa, Nha Trang, Ninh Thuận gì đây thôi nha bạn. Ra ghi ít đúng không ạ, ít ghe rất chích lắm. Thấy không? Sơn đều là sơn da với lưng bụng màu hai màu giống nhau các bạn. Ghe nào vậy đó. Màu đen với màu đỏ các bạn. Ghe cũng tầm 15 mét hơn các bạn. Tại quay cao thấy các bạn thấy nhỏ thì nó lớn lớn rồi. Cũng đang khi những thời gian lấy dầu xong, anh cũng đã chuẩn bị vươn khơi cho những chuyến đánh bắt cá cơm mới luôn. Nói về đánh cũng cá chích cũng vô cửa cảng cũng khá đông các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn, chạy đúng đẹp luôn các bạn. Đa số là ghe này đều trang bị cho mình dàn đèn led đó các bạn. Khi dàn đèn pha bển thì mình quay không được các bạn ơi, để bên kia nhìn không quay được nên thông cảm cho mình đó bạn. Theo đang nhảy sống ra cửa cảng các bạn ơi, quá tốc độ thôi, nó đang tăng tốc ghê các bạn, khủng các bạn ơi, quá khủng. Tất cả tại cộng chạy rất cái đỉnh cao các bạn. Ghe pha xúc này cũng trang bị chưa chẳng chỉ mình đang biết các bạn ơi, còn đèn thường thôi. Đang ra cửa cảng nữa các bạn, thì mình cũng muốn chia sẻ với em những mẫu ghe đẹp, khoảnh khắc ghe vào cửa cảng đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm nha. Những lúc nhàn rỗi anh em có xem được clip ủng hộ cho mình luôn nha. Đó, mặt ghe rồi dáng ghe rồi lưng bụng rồi được thiết kế khác nhau các bạn ơi. Ở trước mặt của các bạn cũng là chiếc ghe cào hến các bạn, nhưng mà không còn cào hến, chắc chuyển qua lưới nội các bạn ơi, hệ thống lưới chờ bá các bạn. 550TX nhưng mà hệ thống lưới chờ bá các bạn, chắc chuyển ngành lưới nội các bạn ơi. Ghe đúng là có cái dàn chữ A là hay đi cào hến các bạn. Nó cũng đang tăng tốc về cửa cảng các bạn. Sau những chuyến đánh bắt ngoài khơi, anh cũng đã về tới cửa cảng rồi. Nó thiết kế cabin cũng kiểu 3 tầng các bạn, thấy không, đã không. Tuốt vô tuốt trong phần tài công chạy quốc tỉnh các bạn. Ghe này cũng tầm 12-13 mét các bạn. Đó chứ mà các bạn, cũng là ghe đánh lưới thúng cá chích cũng về cửa cảng đó các bạn ơi. Cũng đang tăng tốc về cửa cảng các bạn. 592TX luôn. Đó, ghê không? Đó, ghe đánh lưới cũng về cửa cảng luôn. 973TX luôn. Số hiệu các bạn ơi. Cũng đang đạp hết lốc về cửa cảng các bạn ha. Tốc độ cũng đúng các bạn. Tại hôm nay sóng gió nó không có nên ghe vào rất là êm luôn các bạn ơi. Nó rất là ok. Rồi tiếp tục mình cũng chia sẻ với anh em chiếc giả cào của Lagi cũng xuất phát các bạn. Đó, trước mặt của các bạn là chiếc dây nha các bạn. Đó, ghe này cũng tầm 22-23 mét các bạn. Đó, theo mặt ghe đứng lên ok, nhưng mà không đứng bằng những mẫu ghe Kiên Giang, Bến Tre được bạn ơi. Những vùng miền Tây mặt ghe đứng lên cất ghê lắm. Trước mặt của các bạn cũng là ghe đánh lưới này các bạn.
586 TS này, nó thiệt các bạn, ghe này biết mình đánh bắt cái gì mà. Thì anh em nào thì biết ghe này đánh bắt gì vô comment cho mình để cho mình biết luôn các bạn. Ghe lưới nội hay sao các bạn ơi, nếu mà lưới nội hay lưới xù vậy thì mình nói, anh em nào biết thì vô comment cho mình luôn nha, để cho mình chia sẻ với anh em một cách trung thực hơn nha. Ghe này cũng tầm 20 mấy mét đó các bạn, thấy ghê không? Nó thiết kế cái cabin 2 tầng nhìn rất là có cái lồng cu rất đẹp các bạn, để tài công đứng chỉnh lái các bạn. Không, ghe này cũng giá cao, thiết kế cabin kia bình thường thôi bằng 1 tầng thôi, cũng đang 2 lá cờ cũng đang tung bay. Chiếc ghe dây mà dây nhợ cũng chưa chuẩn bị ok các bạn, còn có đóng trên ghe các bạn thấy không, mới vô phần nửa dây thôi, mới vô bên phần nửa thôi. Nó để coi ra cửa cảng nhảy sóng như thế nào các bạn, hôm nay sóng gió cũng tương đối êm đó. Thì nhiều lúc ghe ra vào cửa cảng ở đây thì nhiều lúc chuồng nó dắt các bạn, nếu mà nước rông rồi chuồng nó dắt ra, nếu mà nước lớn là ra tự dậy cũng ok các bạn, nhưng mà nước rông không có chuồng dắt ra là hơi bị ớn nữa, dễ lên mấy cái con cá ớn và tới cửa cảng nó lạnh cất tàu à, đạp ra luôn rồi. Thì mình cũng chúc cho các anh đi chiến nào thắng lợi chiến đó luôn, mặc cho xăng dầu vẫn chưa có ổn định nên anh em cũng phải chơi bám biển để chơi những chuyến biển mới luôn. Còn ghe này không sơn 2 màu luôn các bạn, 3 màu, ghe này 3 màu, màu xanh, màu trắng, màu xám các bạn. Con lương nước sơn màu trắng luôn, mặt ra sáng láng cũng đẹp các bạn. Rồi mãi mê đánh bắt nên chưa có tăng trang, thấy nó rộng dư tí thôi, mà thật sự rất là khen cho bên đấy các bạn. Chiếc dây ở ngoài cửa cảng tăng tốc các bạn, không xịt xịt thô đen nữa các bạn, bạn để yếu khói xịt thô đen các bạn thấy không, tốc độ đó các bạn, tốc độ cũng giả trào là khủng không bật. Nó chạy ghê, hút nước ghê, hoặc cái lái, anh nhìn cái lái ớn ăn. Mình cũng tiếp tục chiếc ghe lưới đó các bạn. Thì mình cũng nói nãy anh em là biết ghe này đánh bắt gì thì vô comment cho mình luôn nha, để cho mình biết thì mình hiểu, để mình chia sẻ với các bạn một cách thực tế hơn các bạn. Dáng ghe chạy chậm gãi êm các bạn, ghe lưới xù, lưới nậu gì đó các bạn ơi. Thì mình không biết gì ngành nghề thì mình nói, thì anh em thì sai thì anh em mình vô bình luận comment cho mình luôn nha. Rồi mình cảm ơn đại gia đình rất nhiều luôn á. Nó cũng đang chậm gãi ra cửa cảng, bằng thiết kế của bên nhìn rất là đẹp các bạn ha, đúng đẹp luôn các bạn. Cái dạng lưới bất cứ gì thì anh em mà biết thì vô comment cho mình luôn nha. Có máy phát điện rời nữa các bạn ha, đó đỏ đỏ thấy điện rời, bơm nước phát điện rời. Đó, cũng đã ngoài ra ngoài tới cửa cảng các bạn ơi, sau những ngày tháng nghỉ ngơi giờ các anh cũng đã xuất phát cho những chuyến biển mới thắng lợi thành công nha, làm ăn phát tài phát đạt luôn nha. Khi đi thuyền nhẹ như bay, khi về thuyền đầy khoang cá là ok, làm lúa. Mình cũng mến chúc cho tất cả anh em trên mọi miền đất nước luôn thật nhiều sức khỏe luôn. Rồi video thúc tại đây nha các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua luôn. Nhờ có các bạn là những nguồn động lực lớn nhất để cho mình ra những clip mới một ngày một hoàn thiện luôn các bạn. Rồi cảm ơn đại gia đình rất là nhiều luôn. Rồi video kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người.